Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Alleluia! Alleluia! Các mục sư, chúng ta quay có người bên cạnh mà chúng ta nói rằng Chúa yêu bạn. Chúng ta nói rằng hãy đón nhận lời Chúa trong buổi chiều hôm nay. Chúng ta bước đi trong một hành trang mới, chúng ta bước đi trong một giai đoạn mới, chúng ta cần phải có lời của Ngài. Hội Thánh có amen không ạ? Chúng ta bước qua một giai đoạn mới, chúng ta cần phải có lời của Chúa chỉ dẫn cho chúng ta. Chúng ta phải có một cái tâm tình ở trong lời của Ngài, để rồi lời của Chúa soi sáng cho chúng ta, để rồi chúng ta được kết quả trong giai đoạn mới này. Với chủ đề là vạch xuất phát, để chúng ta suy gẫm. Khi mà nói đến cảnh xuất phát thì chúng ta nói đến cái tâm thế của một người vận động viên ở trong một cái tư tưởng bắt đầu, ở trong một cái tư tưởng tập trung, ở trong một cái tư tưởng phải cố gắng, không có gì cả, bắt đầu, chưa có gì hết, tất cả mọi thứ còn ở phía trước, đích chạy tới còn ở phía trước, phải một sự cố gắng hết sức. Cái tâm thế của chúng ta khi nghĩ đến vạch xuất phát nó khác hoàn toàn với chuyện chúng ta đã đến đích. Chúng ta cần phải xác định tư tưởng của chúng ta ở trong giai đoạn mới này, để rồi chúng ta bước đi với Chúa để chúng ta được kết quả. Chúng ta cùng nhau đọc Kinh Thánh ở trong Philip đoạn 2. Tôi xin phép đọc Kinh Thánh từ câu số 12. Nói thế không phải là tôi đã đoạt giải hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải, vì chính tôi đã được Chúa cứu thế Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi, nhưng chỉ chú tâm vào một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, nhắm mục đích đoạt được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giêsu. Vậy tất cả chúng ta là những người trưởng thành, hãy có thái độ này, và nếu có điều gì anh em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời sẽ khải thị điều này cho anh em. Tuy nhiên, đã đạt đến đâu, chúng ta hãy cứ giữ hướng ấy mà đi. Kính thưa Hội Thánh, đây là bức thư mà sứ đồ Phaolô gửi cho Hội Thánh Philip. Trước khi nói tiếp, chúng ta nói về Hội Thánh Philip. Hội Thánh Philip là một hội thánh được mở ra đầu tiên ở tại châu Âu, hiện bây giờ gọi là Hy Lạp. Các tín hữu ở tại Hy Lạp bây giờ họ vẫn tự hào vì cớ họ là một trong những hội thánh đầu tiên của châu Âu. Ở trong chuyến truyền giáo lần thứ hai thì Phaolô và Sila đã đến với Hội Thánh Philip. Đầu tiên thì không phải là Phaolô và Sila đi đến Hội Thánh Philip đâu, nhưng mà ông định đi qua xứ Asi, nhưng mà Đức Thánh Linh không cho ông đi xuống Asi, cho nên ông đã xuống thành Troách. Ở tại đó ban đêm thì ông nhận được một khải tượng, đó là có một người ở tại Macedon đến và hiện ra nói với ông rằng hãy đến Macedon để cứu giúp chúng tôi. Và trong cái câu chuyện này được ký thuật ở trong Công Vụ đoạn số 16. Và vì vậy cho nên là Phaolô và Sila đã không đi trong cõi Asia nữa, mà đi tới Philip Macedon để mở hội thánh tại đó. Và ở trong Công Vụ số 16 chúng ta thấy câu chuyện ở đây Phaolô và Sila đã phải ngồi tù. Ngồi tù vì cớ nào? Ngồi tù vì cớ Phaolô đã giải cứu một người ra khỏi cái đứa bé, cái người đầy tớ, đó là giải cứu cái linh bói khoai. Trong câu chuyện ở trong Công Vụ đoạn 16, khi mà ông giải cứu quỷ Phi-đi-tôn ra khỏi đứa bé đó, đứa đầy tớ đó, thì ông bị ngồi tù. Ông và Sila bị ngồi tù. Và ở trong câu chuyện này thì chúng ta học được
hai điều quan trọng mà Chúa đã hành động qua đời sống của Phao-lô và Si-la ở trong tù. Khi mà ở trong tù thì chúng ta thấy có hai bài học. Thứ nhất là chúng ta thấy được cái nguy cơ đến trên đời sống của Phao-lô và Si-la, nó đem đến một cơ hội. Nguy cơ đến cho ông thì đem đến một cơ hội. Chúng ta thấy là Phao-lô và Si-la đã phải vào trong tù. Ở đó chúng ta biết câu chuyện này. Bị đánh đòn, bị bỏ đói, bị cùm. Ở trong đó, trong cái bối cảnh này, thì rõ ràng Phao-lô và Si-la đang ở trong một nguy cơ. Một nguy cơ có thể nói là một tai họa, hoặc chúng ta có thể gọi là sự thương khó. Ở trong cái nguy cơ này, chúng ta xem có điều gì. Chính vì khi mà ở trong cái hoàn cảnh này, chúng ta biết câu chuyện này, Phao-lô và Si-la ban đêm đã cầu nguyện lớn tiếng, thờ phượng lớn tiếng, và tại nơi đó Đức Chúa Trời Ngài đã làm phép lạ. Cửa ngục mở ra và các tù được mở trói, xiềng xích được mở ra và các tù phạm đều được mở ra. Lúc này thì điều gì xảy ra vậy? Lúc này là cái người đề lao, ông ấy, khi mà ông ấy giật mình, ông ấy nhìn các cửa tù đã mở ra và những cái người tù đang bị xiềng xích ấy được mở ra, mở trói, thì ông nghĩ rằng là người ta đã đi hết rồi. Ông định rút kiếm tự vẫn thì Phao-lô nói rằng đừng làm như thế, đừng hại mình, bởi vì chúng ta vẫn đang còn ở đây. Và khi mà người đề lao thấy điều đó, đã quỳ gối xuống, quỳ gối xuống và nói rằng là các chú ơi, tôi phải làm gì? Và Phao-lô nói rằng hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Ở đây cho chúng ta một bài học là khi ở trong một nguy cơ thì đều có một cơ hội. Nguy cơ của Phao-lô là bị đau đớn, bị sỉ nhục, đã tạo nên cơ hội đem đến sự cứu rỗi cho gia đình của người đề lao. Chúng ta thấy rằng nếu như mà Phao-lô và Si-la không bị bắt, không bị cầm tù, không bị đánh đòn, không ở trong cái bối cảnh như vậy, thì có nghĩa là người đề lao, gia đình của ông và hội thánh Philip cũng không được mở ra, và gia đình của ông cũng không được cứu. Đây là một bài học để chúng ta nhận biết được rằng mỗi một nguy cơ đến trong cuộc đời của chúng ta đều có những cơ hội ở đâu đó ở bên cạnh. Tôi nhớ lại câu chuyện của một vị mục sư ở bên CMA. Ông ấy kể lại một câu chuyện ở trong một bài giảng. Ông nói rằng trong cái buổi lễ tốt nghiệp trường thần học thì có một sinh viên, cô ấy đi một cái guốc rất là cao, cô đi trên bậc tam thấp, cô đi xuống và đến giữa chừng cô sơ ý, cô té và cô đập đầu xuống dưới đất. Rồi sau đó thì cả một cái trường như vậy, người ta bất an, cô ấy bất tỉnh và đem đi bệnh viện. Và mục sư thì vẫn cứ phải tiếp tục để mà thi hành cái công việc trong cái lễ tốt nghiệp đó. Nhưng mà lòng của ông thì ông cảm thấy rất là bối rối. Khi mà buổi lễ tốt nghiệp xong thì ông chạy đến với bệnh viện. Và ở đó thì ông nhìn thấy người chị em này được băng bó và đã được điều trị. Và người chị em này vẫn là tươi cười. Trong cái đó cả cái trường đó đều rất là bất an, sợ là cô ấy bị bất tỉnh như vậy. Nhưng mà cô ấy rất là vui cười. Thế là mục sư nói chuyện với cô ấy. Cô ấy bảo là, mục sư ơi, bây giờ thì em biết lý do tại sao mà em bị té, em đập đầu xuống đất rồi. Mục sư bảo, tại sao? Cô ấy bảo, đấy, tại hai cái người này nè. Có hai người nhân viên ở trong cái bệnh viện đó. Có hai người vừa là nhân viên vừa là bệnh nhân. Có một người là bệnh nhân. Hai người này đã trở nên cơ đốc nhân. Và trong thời gian em ở đây, có mấy tiếng đồng hồ thôi, em gặp hai người đó và Chúa cảm động em làm chứng về Chúa, và hai người này đã trở nên cơ đốc nhân, đã thờ phượng Chúa và đã là con cái của Chúa. Và bây giờ em biết lý do tại sao mà em phải bị té, tại sao mà em bị đập đầu, tại sao mà em phải vào bệnh viện. Đó là vì hai cái người này, Chúa muốn cứu hai người này, cho nên Chúa đã cho phép điều đó xảy ra. Nếu như không có cái chuyện đó, không có cái nguy cơ đến trên người phụ nữ đó, thì không có cơ hội để đem sự cứu rỗi cho hai người tội nhân kia. Kính thưa hội thánh, đây cũng là một cái bài học
trên đời sống của mỗi chúng ta khi chúng ta nhìn thấy cái công việc mà Chúa làm trên sứ đồ Phaolô. Mỗi một nguy cơ đến trên chúng ta đều có những cơ hội Chúa gửi theo. Chúng ta thấy được rằng cuộc đời của Joseph chúng ta thấy là nhiều nguy cơ. Ông bị giống như là ganh ghét, ông bị giống như là nói hành, và ông bị tìm cách mà giết ông, rồi thủ tiêu ông. Đó là cái nguy cơ. Khi mà Joseph ở dưới hố sâu thì đó là nguy cơ. Khi mà Joseph bị vào ở trong tù thì đó là nguy cơ. Nhưng mà Chúa cho phép những nguy cơ xảy ra, để rồi qua cái nguy cơ này Chúa đem đến cơ hội ở trong những nguy cơ cho những người hầu việc Đức Chúa Trời. Hội thánh có amen không ạ? Và đây là bài học lớn trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Là những người hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào thiếu những hoạn nạn, chúng ta không thể nào thiếu những nguy cơ đến trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta biết được rằng mỗi một nguy cơ đem đến, nó sẽ đem đến cơ hội cho cuộc đời của chúng ta. Nếu như mà ông Joseph, ông ấy cứ lầm bầm oán trách Chúa thì không bao giờ ông kinh nghiệm được những cơ hội ở phía sau. Tôi nhớ lại cách đây gần 10 năm. Lúc đó Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam chúng ta chưa có một tiếng nói. Có nhiều ban ngành chưa biết, thậm chí có nhiều tổ chức không biết Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam nữa. Chỉ có trong thành phố, một số tôn giáo thì biết, một số hệ phái thì biết, nhưng mà các ban ngành trên chính phủ không biết. Lúc đó khi mà ban điều hành tổ hội vào trong cái giai đoạn mới, chúng tôi cầu nguyện và bản thân tôi nói: Chúa ơi, làm sao để chúng con được chính phủ công nhận, là một tổ chức tôn giáo được công nhận, để chúng con được tự do, để chúng con hầu việc Chúa, để rồi chúng con không phải bị xếp vào cái hạng là những hội thánh không được phép để mà hầu việc Chúa nữa. Lúc đó chúng tôi khát khao như vậy. Và có một buổi kia ở trong một cái gọi là cái hội nghị của tôn giáo ở tại Vũng Tàu. Lúc đó thì tôi được phép đi trong cái buổi đó. Và trong cái buổi đó thì có một ông phó ban tôn giáo chính phủ. Ở đây thì tôi không tiện nói ở đây. Lúc đó thì cái đoàn của đó có bà Thiệu Thị Hương. Mà bà Thiệu Thị Hương lúc đó chưa phải là trưởng phòng tin lành đâu, chưa phải là vụ trưởng. Và lúc đó thì ngồi đó thì tôi mới nói: Chúa ơi, làm sao để con có thể tiếp cận được với những cái người này, để con có một mối quan hệ, để đem Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam gõ cửa họ, để cho họ công nhận Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Lúc đó thì nó chỉ là một giấc mơ, lúc đó nó khó vô cùng. Và tôi cứ căn họ ở đó 2 ngày, và tôi xem cái phòng của ông ấy ở đâu, tôi xem cái phòng của ông ấy ngủ ở chỗ nào, để tôi có thể đến để gặp ông ấy. Và tôi thấy cái phòng của ông ở đằng đó. Trong cái giờ đó mọi người đi ăn, còn tôi không. Tôi ngồi ở cái gần phòng đó, tôi chờ khi ông ấy đi ra. Thì tôi rất là mừng trong lòng. Tôi nói: Thưa ông, tôi không tiện nói tên ở đây nha các mục sư, tôi xin phép ông cho tôi gặp ông một phút. Ông quay lại, ông hỏi: Anh có chuyện gì không? Tôi nói là ông thông cảm cho tôi nói chuyện một phút. Ông bảo: Thế anh ở hội thánh nào? Tôi nói là tôi ở Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Thì ông nói: Ở bên Tin Lành. Bảo: Vâng. Thế là ông đi đi Tin Lành thì đi đến mấy cái chỗ Tin Lành mà gặp mấy cái bà Tin Lành kìa. Gặp bà Tin Lành á. Tôi nói với các mục sư này, tôi còn nhớ mãi kỷ niệm này. Lúc đó thật sự lòng tôi giống như là ứa nước mắt. Tôi rất là buồn. Tôi chưa bao giờ mà tôi bị giống như là bị hắt hủi, giống như là bị coi thường đến như vậy. Tôi rất là buồn. Nhưng mà tôi suy ngẫm, họ giống như là không có muốn tiếp mà họ xua đuổi như vậy. Thì có một lúc Chúa nói với tôi là: Ông ấy nói như thế thì cứ nghe là như vậy đi. Thế tôi mới nghĩ: Ừ thì được rồi. Thế là tôi mới nghĩ là ông ấy nói như vậy tôi sẽ nghe. Nhưng mà tôi không phải là nghe ông ấy, nhưng mà tôi sẽ đi theo cái hướng mà Chúa dẫn. Thì tôi mới điện cho bà Thiều Thị Hương. Lúc đó bà ấy chỉ là một chuyên viên thôi, bà ấy chưa phải là một cái chức vụ như vậy. Rồi tôi ra Hà Nội, tôi gặp bà ấy. Thì tôi nói là tôi mà cần gặp bà. Thế bà nói là: Thế mục sư ở Hội Thánh nào? Tôi nói tôi thuộc về Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Thì bà nói là: Vậy thì mục sư ơi, 15 phút nữa tôi sẽ điện lại cho mục sư nhé. Thì tôi hiểu là 15 phút này bà sẽ xem Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam là Hội Thánh nào, và ông mục sư Đinh Anh Hùng này là ai. 15 phút sau bà điện lại, bà nói là: Mục sư ơi, Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam là Hội Thánh chưa được công nhận,
Cho nên tôi không tiếp mục sư ở trong cái giờ hành chính được, mà tôi sẽ tiếp mục sư ở ngoài giờ hành chính, có được không? Tôi nói được, bất cứ giờ nào. Thì bà nói vậy thì 4 giờ rưỡi mục sư đến Ban Tôn giáo Chính phủ, chúng tôi sẽ tiếp mục sư. Và khi tôi đến đó thì bà Thiều Tử Hương với lại ông Cường tiếp chúng tôi. Và khi mà hiếp một mình tôi thôi, lúc đó tôi mang theo một cái bộ hồ sơ. Tôi mang theo bộ hồ sơ thì bà nói, mục sư ơi, mục sư đem hồ sơ để đăng ký sinh hoạt tôn giáo, ở để mà xin cấp hoạt động tôn giáo. Tôi nói không, đây không phải là hồ sơ, đây là một cái bản nháp của chúng tôi. Chúng tôi đem cái bản nháp này đến nhờ bà tư vấn cho chúng tôi xem, để chúng tôi có thể có được một bộ hồ sơ tốt nhất. Bà hãy cười, sao bà nói vậy, bà mục sư đưa đây cho tôi. Thì bà nói rằng tôi không biết là tôi sẽ giúp được gì cho mục sư, cho giáo hội của mục sư, nhưng mà tôi chỉ nói với mục sư một điều, đó là mục sư đang đi đúng đường. Tôi nhớ mãi câu nói đó. Và sau đó cái tiến trình mở ra, bà ấy vừa đọc cái văn bản của tôi, bà ấy vừa cười. Tôi nói không không, tôi nói cho bà nghe điều này. Chúng tôi về lời của Đức Chúa Trời, chúng tôi có thể nói là khá. Về cái vấn đề sinh hoạt tôn giáo, về vấn đề làm theo mục vụ của Chúa thì chúng tôi hiểu. Nhưng mà những cái văn bản mà mang tính pháp quy như thế này, hay là những hồ sơ chúng tôi rất là dở, chúng tôi mang đến để nhờ bà tư vấn. Bà ấy đọc, bà nói tôi tưởng là mục sư gửi cho tôi bộ hồ sơ. Tôi nói không, đây không phải là bộ hồ sơ. Xong rồi bà cười, bà đọc sơ qua, bà nói mục sư trước khi ra về, bà nói câu hồi nãy tôi có nói rồi, mục sư ơi, tôi không biết là sẽ giúp được gì cho mục sư và giáo hội của mục sư, nhưng mà tôi chỉ biết nói với mục sư rằng mục sư đang đi đúng đường. Và cảm ơn Chúa, sau đó, ngay sau đó là bà điện thoại đến và bắt đầu một cái tiến trình mở ra cho hội thánh của chúng ta. Và tôi cũng thấy được rằng có nhiều cái nó là nguy cơ, nhưng mà khi mà ở trong nguy cơ, chúng ta tìm, chúng ta nhìn, Chúa cho phép những nguy cơ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, để rồi trong những nguy cơ ấy, Chúa mở ra những cơ hội tốt lành trên đời sống của chúng ta. Khi mà nói đến đây, Chúa bày tỏ cho tôi rằng ở trong hội thánh của chúng ta tại đây có rất nhiều các đầy tớ Chúa suy gẫm lại những kỷ niệm đã qua, những cuộc đời của mình, những gì mà Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời của mình. Có rất nhiều lúc các đầy tớ Chúa đối diện với những nguy cơ phải nói là cùng cực trên đời sống của chúng ta, nhưng mà sau đó ở trong nguy cơ, ở trong bão tố, Chúa lại mở lối để chúng ta có những cái sự, nghĩa là giải cứu một cách tốt lành hơn, và chúng ta đạt được những điều tốt lành hơn. Hội thánh có amen không ạ? Chúng ta biết được rằng cái câu chuyện của Phaolô, quay trở lại câu chuyện của Phaolô, thì cái nguy cơ của ông và Sila đã tạo nên cơ hội cho người đề lao, gia đình của ông và hội thánh ở Philip đã được mở ra qua chuyến truyền giáo này. Nếu như mà Phaolô không bị cái nguy cơ đó thì đề lao, gia đình đề lao và hội thánh Philip sẽ không được mở ra. Và ông đã viết lá thư này không phải ở trong lúc này, nhưng mà khi mà Phaolô viết lá thư này ở trong lúc ông bị cầm tù ở tại thành Roma. Và chúng ta học được bài học thứ hai, đó là khi mà Phaolô ở trong tù, Sila ở trong tù, thì Chúa Ngài đã dùng phép lạ để giải cứu hai ông ra khỏi cảnh ngục tù. Chúng ta biết được là lời Chúa ở trong Mác đoạn 16 câu 20 nói sao? Các môn đồ ra đi giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa ở cùng với các môn đồ, lấy phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Chúng ta thấy được rằng đây là một cái lời rất ứng nghiệm trên đời sống của Phaolô và Sila. Ở trong cái câu chuyện mà hai ông bị cầm tù đó, hội thánh thấy, các đệ tớ Chúa biết, nếu như bây giờ Chúa không ở cùng, nếu bây giờ Chúa không ra tay, nếu như Phaolô và Sila chỉ đang đi theo một tôn giáo, nếu như Chúa không có quyền năng, hoặc là quyền năng của Chúa không được bày tỏ, thì tình trạng của Phaolô và Sila rất là bi thảm. Tình trạng ấy không biết bao giờ mới được giải cứu ra. Nhưng mà Chúa cho chúng ta biết, Chúa cho Phaolô và Sila biết rằng Chúa vẫn ở cùng, và Ngài lấy những phép lạ cặp theo những lời giảng để làm cho vững đạo. Đây là một điều rất là tuyệt vời trên cuộc đời của những con người dám dấn thân ra đi để truyền giáo, dấn thân ra đi để mở hội thánh cho Đức Chúa Trời. Hội thánh có amen không ạ? Kính thưa các đệ tớ Chúa, chúng ta biết một điều, đó là khi mà chúng ta càng có tấm lòng ra đi thì Chúa càng hay làm phép lạ. Phép lạ cặp theo những lời giảng, cặp theo những người ra đi. Hội thánh có amen không? Trong những ngày sắp tới đây, Hội thánh Phúc âm toàn vẹn Việt Nam là hội thánh sẽ tiếp tục bước đi mà thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Có nghĩa là chúng ta sẽ ra đi. Ra đi để truyền giáo, ra đi để mở hội thánh. Chúa sẽ lấy các phép lạ cặp theo lời giảng dạy của các đầy tớ Chúa để Ngài làm cho vững đạo. Và đây là điều chúng ta nhắc nhở với nhau rằng chúng ta cần phải ra đi thì phép lạ của Chúa mới xảy ra. Chúng ta cần phải tiếp cận với người hư mất thì phép lạ của Chúa mới xảy ra.
và chúng ta vẫn kêu cầu những phép lạ. Người quen được đi, người điếc được nghe, người câm được nói, người chết được sống lại. Nhưng mà thưa với các đệ tớ Chúa, Chúa không làm phép lạ để cho chúng ta khoe mình. Chúa làm phép lạ để cho thế giới hư mất này thấy rằng Chúa là đấng quyền năng, và rồi họ sẽ mở lòng ra để họ tin nhận Chúa Giêsu. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải phát huy cái tinh thần truyền giáo trong những ngày sắp tới, giống như sứ đồ Phaolô. Cái phép lạ này, những phép lạ mà sứ đồ Phaolô đã thực thi, đa số đó là những phép lạ bên ngoài hội thánh. Hội thánh có amen không ạ? Những phép lạ mà Chúa dừng sứ đồ Phaolô đã mở ra để mở hội thánh, và trong những chuyến đi truyền giáo ông đã thực thi được những phép lạ trong quyền năng của Chúa. Chúng ta thấy có hai bài học để chúng ta học ở đây. Thứ nhất, đó là cái nguy cơ nó sẽ biến trở nên cơ hội nếu chúng ta đang đi trong ý muốn của Chúa, nếu chúng ta đang đi trong lẽ thật của Chúa, nếu chúng ta đi truyền giáo, nếu chúng ta đi cứu người, thì bất cứ một nguy cơ nào Chúa cũng sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi nguy cơ đó, để biến cái nguy cơ đó trở nên cơ hội cho chúng ta hoặc là cơ hội cho những người xung quanh. Bài học thứ hai để chúng ta nhận biết được rằng là Chúa sẽ ở cùng với chúng ta, lấy các phép lạ cặp theo lời giảng dạy của chúng ta, những người ra đi để làm cho đạo của Chúa được vững mạnh. Và chúng ta trở lại cái câu chuyện mà sứ đồ Phaolô đang thực hiện ở đây trong cái tâm tình trong lá thư. Chúng ta xem lại cái lá thư mà sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Philip để chúng ta thấy được cái tâm tình của ông. Thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi, nhưng chỉ chú tâm vào một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, nhắm mục đích đoạt được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong cứu Chúa Giêsu Christ. Kính thưa hội thánh, chúng ta thấy được rằng Phaolô ông có rất nhiều thành quả, ông có rất nhiều sự thành công. Những cái sách vở của ngoài thế gian, người ta nói rằng nếu như không có thánh Paul, họ gọi Phaolô là thánh Paul, nếu như không có Phaolô thì tin lành không được rao ra trên khắp thế gian này. Ông có rất nhiều sự thành công, nhưng mà chúng ta học cái tâm tình nữa của Phaolô. Ông nói rằng đối với ông coi tất cả mọi sự còn ở phía trước, ông quên tất cả mọi sự ở phía sau, và ông cứ nhắm mục đích mà chạy. Cái tâm tình của ông không khoe mình, ông không dừng lại, ông không thỏa lòng, ông không tự hào với những thành công mà ông đạt được, ông không dừng lại ở những điểm mà Đức Chúa Trời ban cho ông, nhưng mà ông cứ tiến tới. Ông phải giật được cái giải mà ông nói ở đây, giật được cái giải mà ông nói ở đây, đó là sự kêu gọi của thiên thượng, sự kêu gọi từ trên cao. Cái giải mà ông đạt được ở đây không phải là những thành tích ở trong hội thánh. Ông đã cầu nguyện giải cứu được cho bao nhiêu người, ông mở được bao nhiêu hội thánh, hay là ông đi truyền giáo được bao nhiêu năm, hay là ông đã bao nhiêu tuổi để phục vụ Chúa. Ông không nói đó là thành quả, ông không nói đó là cái đích, mà cái đích của ông mà ông đặt ra, đó là cái sự kêu gọi của thiên thượng, cái sự kêu gọi từ trên cao. Ông sẽ chạy cho bằng được, và ông phải đạt được cái đích đó. Cái đích đó mới là cái điều mà ông nhắm tới. Đây cũng là một phần trong tâm tình của Phaolô gửi gắm cho chúng ta qua lá thư mà ông bày tỏ. Rõ ràng ông có rất nhiều sự thành công. Cái chuyến truyền giáo mà ông bị tù ở thành Rôm đó, lúc này ông lớn tuổi rồi. Lúc này ông đã lớn tuổi rồi, ông đã già rồi. Và qua cái bước đường ông phục vụ Chúa thì ông đã tạo nên rất nhiều sự thành công. Ông có rất nhiều thành quả trong chức vụ của ông. Những phép lạ xảy ra qua chức vụ của Phaolô, và những mùa hội thánh mà ông đã mở ra, những người tin Chúa, chúng ta thấy rõ ràng rằng ông là một người rất thành công trong chức vụ. Ông là một người rất thành công, ông có rất nhiều hậu hiệu quả trong chức vụ của ông. Nhưng tâm tình của ông thì sao? Ông nói ông không nghĩ rằng ông đã có lỗ tất cả rồi. Ông không nghĩ rằng ông đã đạt được một điều gì đó rồi. Ông không nghĩ rằng ông đã tới đích rồi. Ông cứ nhắm một điều thôi, đó là làm sao ông đạt được cái mục đích, ông đạt được cái sự kêu gọi, ông mới làm tròn được cái sự kêu gọi từ trên cao. Mà cái sự kêu gọi đó, nó đem đến cho ông một sự thôi thúc để ông tiếp tục bước đi trong sự hầu với Chúa. Chúng ta thấy được cái tâm tình của Phaolô, đó là ông đang ở trong tù, ông đang ở trong một cái cảnh ngục tù, ông đang bị giam cầm, ông già rồi, và bên cạnh thì ông lại có rất nhiều thành quả, ông có rất nhiều sự thành công trong chức vụ mà ông đã đạt được. Nhưng tấm lòng của ông thì không có dừng lại. Tấm lòng của ông có ao ước rằng ông tiếp tục để ông bước đi, ông phục vụ Chúa, ông tiếp tục ông bước đi để ông chạy
cái cuộc đua mà Chúa mở ra cho ông. Kính thưa các đệ tớ Chúa, ở trong giai đoạn mới này, chúng ta phải học lấy cái tâm tình mà thánh đồ Phaolô có. Có nhiều đệ tớ Chúa, có nhiều người suy nghĩ, chính bản thân tôi đôi lúc khi mệt mỏi quá tôi cũng suy nghĩ là bây giờ mình lớn rồi, bây giờ mình đã làm được một phần nào đó rồi, phần còn lại là của thế hệ sau. Nhưng mà kính thưa hội thánh Chúa, sứ đồ Phaolô ông ấy cứ tiếp tục cuộc chạy, và lúc nào ông ấy cũng ở trong một cái tinh thần của một chiến sĩ, lúc nào ông trong tinh thần của một người chạy đua. Ông không bao giờ ông coi rằng ông đã đến đích rồi. Vì vậy cho nên trong cái thời kỳ mới này, trong cái giai đoạn mới này, tôi kêu gọi tất cả các đệ tớ Chúa trong hội thánh Phúc Âm toàn cảnh Việt Nam, dù chúng ta lớn tuổi bao nhiêu, dù chúng ta đã ở trong chức vụ bao nhiêu năm, dù chúng ta đã được thành quả bao nhiêu rồi, dù chúng ta đã có nhiều hội thánh bao nhiêu chăng nữa, thì chúng ta cũng nuôi dưỡng một tinh thần, một tư tưởng, một tâm tình giống như của Phaolô, rằng chúng ta cứ tiếp tục cuộc đua và chúng ta trở lại trong vạch xuất phát, để chúng ta bắt đầu với những điều nhỏ nhất để cho Chúa tiếp tục hành động trên đời sống của chúng ta. Các đệ tớ Chúa có amen không? Các đệ tớ Chúa, chúng ta khát khao rằng 63 tỉnh thành này đều có hội thánh. Có nhiều người có cái khái tượng rằng sẽ mở rất nhiều hội thánh, ao ước cơn mưa cuối mùa. Nhưng mà các đệ tớ Chúa, nếu chúng ta không trở lại vạch xuất phát, nếu chúng ta không coi mình là chưa có gì cả, thì chúng ta sẽ rất dễ mà chúng ta dừng lại, hoặc là chúng ta cảm thấy là chúng ta sẽ mệt mỏi trong cuộc đua. Ở trong vạch xuất phát là sự khởi đầu. Chúng ta phải khởi đầu ở trong sự tìm kiếm Chúa. Chúng ta phải ở trong sự khởi đầu, trong sự tìm kiếm một con chiên cho Chúa. Có để cho Chúa có amen không? Làm sao mà chúng ta có một hội thánh lớn được khi mà tư tưởng của chúng ta không đi tìm kiếm một con chiên, không hạ mình xuống để mà tìm kiếm Chúa, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể làm được chuyện lớn. Thưa các hội thánh, các đệ tử Chúa trong hội thánh, chúng ta có khải tượng lớn, chúng ta có một ước vọng lớn, chúng ta có một ước mơ lớn. Nhưng mà nếu chúng ta không quay trở lại để chúng ta thực hiện những cái điều nhỏ nhất ở trong chức vụ của chúng ta, thì chúng ta không bao giờ đạt được chuyện lớn. Chúng ta ao ước chuyện lớn, nhưng mà chúng ta phải thực hiện từ những chuyện nhỏ nhất. Chúng ta phải gọi mình quay trở lại với vạch xuất phát. Chúng ta phải nói cho hội thánh là chúng ta bắt đầu trong một cuộc đua mới. Chúng ta quay trở lại với việc đi tìm kiếm từng con chiên. Chúng ta quay trở lại với việc để tìm kiếm Chúa, kiêng ăn cầu nguyện, và chúng ta tìm kiếm Chúa, đói khát với Chúa. Và chúng ta quay trở lại với Chúa. Chúng ta quay trở lại với việc mà chúng ta nhờ cậy Chúa trong từng việc nhỏ, trong từng việc rất là đơn giản trong cuộc đời của chúng ta, trong chức vụ chúng ta, thì Chúa sẽ đẹp lòng và chúng ta sẽ được kết quả trong chức vụ của chúng ta. Hội thánh có amen không ạ? Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta đã đi đến đâu rồi. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta phải làm một chuyện lớn. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta phải làm cái chuyện lớn, cái chuyện nhỏ bỏ nó đi. Cái chuyện nhỏ chúng ta không cần nghĩ đến. Thưa hội thánh của Chúa, nếu mà chúng ta không bắt đầu nhìn lại cái bước đường chạy của chúng ta, nếu mà chúng ta không xin Chúa để chúng ta có đời sống bông trái, chúng ta xin Chúa để chúng ta hạ mình, chúng ta có cái đời sống bông trái trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta khó mà chúng ta có thể chúng ta làm được chuyện lớn cho Chúa. Và hội thánh Phúc Âm toàn vẹn Việt Nam đã có 35 năm, nhưng mà chúng ta đừng tự hào về 35 năm đó. Chúng ta đừng tự hào vì chúng ta đã có một chức vụ mấy chục năm rồi. Chúng ta đừng tự hào vì cớ chúng ta đã có 11.000 tín hữu. Tôi nói với hội thánh rằng chúng ta phải xấu hổ trước mặt Chúa nếu như chúng ta nói 35 năm mà trong danh sách bây giờ chúng ta mới có được khoảng hơn 8.000 tín hữu, còn 11.000 tín hữu đó là tất cả những người lớn nhỏ. Như vậy chúng ta không thể nào chúng ta tự hào về điều đó được, mà chúng ta phải bỏ con số đi, chúng ta bỏ tất cả những cái thành quả đi, để chúng ta quay trở lại với điểm xuất phát rằng Chúa ơi, chúng con không có gì cả, tất cả những gì mà chúng con có đó bởi Ngài làm mà thôi. Chúng con chưa có gì cả và chúng con cần phải tấn tới, chúng con cần phải mở hội thánh, chúng con phải tiếp tục với từng con chiên, chúng con phải tiếp tục hạ mình tìm kiếm Chúa giống như cách đây 35 năm, giống như cách đây 10 năm mà chúng ta đã từng nói khát Chúa như thế nào, chúng ta đã từng đi tìm kiếm Chúa, kiêng ăn cầu nguyện như thế nào, thì chúng ta xin Chúa giúp đỡ để chúng ta phục hồi lại tinh thần đó, và tư tưởng của chúng ta lúc nào cũng ở trong vạch xuất phát. Ngày hôm nay là ngày khởi đầu trên chức vụ của chúng ta. Hội thánh có amen không ạ? Tôi có một câu châm ngôn, đó là ngày hôm nay là ngày khởi đầu, mới có nghĩa là ngày nào cũng là ngày khởi đầu. Ngày nào cũng là ngày khởi đầu, chúng ta không có gì hết. Ngày hôm nay là ngày khởi đầu trong sự học hỏi.
Ngày hôm nay là ngày khởi đầu trong sự đi tìm kiếm Chúa. Ngày hôm nay là ngày khởi đầu trong cái bước đường đi phục vụ Chúa. Và khi mà chúng ta quay trở lại với tư tưởng là sự khởi đầu trong một chức vụ, thì chúng ta sẽ lúc nào chúng ta cũng cần có Chúa ở cùng với đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp đỡ để rồi hội thánh của chúng ta, hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam, những người lãnh đạo trong hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam có những cái tư tưởng mới, có những cái tư tưởng hạ mình, có tư tưởng khiêm nhường, có những cái tư tưởng không thỏa lòng, không có tự hào, thì Chúa sẽ việc ở đó mà ngài hành động một cách mạnh mẽ hơn nữa trên các lãnh đạo trong hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Hội thánh có amen không ạ? Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để rồi trong giai đoạn mới này, tấm lòng của chúng ta, tư tưởng chúng ta học được rất nhiều điều từ sứ đồ Phao-lô là một chuyên gia đi mở hội thánh. Phao-lô là một sứ đồ, chúng ta biết ông rất có rất nhiều những kinh nghiệm mở hội thánh. Chúa đã dùng ông rất nhiều trong cái bước đường ông bước đi qua ba chuyến truyền giáo để ông mở hội thánh. Và chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, sứ đồ Phao-lô đối diện với rất nhiều điều tuyệt vời và chúng ta xem được, chúng ta học được và chúng ta thu lượm được rất nhiều những cái kinh nghiệm qua cái việc mà Chúa hành động trên cuộc đời của Phao-lô để rồi chúng ta rút kinh nghiệm trong cái giai đoạn này để chúng ta bước đi, để chúng ta hợp với Chúa trong giai đoạn mới này. Và khi chúng ta ở trong vạch xuất phát thì 35 năm sau chúng ta tin rằng Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam nó không còn dừng ở đây nữa, mà nó đem sự phấn hưng hàng triệu người tin Chúa quay trở lại qua Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Hội Thánh có amen không ạ? Chúng ta hãy nói với người bên cạnh đi là hãy quay trở lại và xuất phát. Các bạn nói đi, hôm nay là ngày khởi đầu. Hôm nay là ngày khởi đầu. Quay trở lại phải xuất phát. Hãy khởi đầu trong sự tìm kiếm Chúa. Hãy khởi đầu trong sự học hỏi. Hãy khởi đầu trong chức vụ. Một chức vụ thánh, một chức vụ đầy quyền năng. Hội thánh có amen không ạ? Hãy quên đi 30 năm qua. Hãy quên đi những gì chúng ta đang có. Hãy quên đi mười mấy con chiên trong hội thánh của mình. Không phải là quên cũng nghĩa là bỏ. Tôi nói các bạn là quên đi thành tích. Hãy quên đi mấy hội thánh mà chúng ta đang sở hữu, hay là chúng ta đang quản lý, hay là chúng ta đang quản nhiệm, tùy theo cách mà chúng ta gọi. Hãy quên đi tất cả mọi thứ còn đang ở phía trước. 99 triệu đồng bào Việt Nam hư mất đang còn ở phía trước. Xin các đệ tớ Chúa, chúng ta hãy quăng tất cả mọi sự đi để chúng ta dấn thân. Chúng ta mình nói với bảy trên trong hội thánh chúng ta rằng chúng ta phải tiếp tục bước đi, và đây là một cái khởi đầu trong một giai đoạn mới. Chúng ta ở trong vạch xuất phát để chúng ta tiến lên, để chúng ta cứu người Việt Nam về cho Chúa của chúng ta. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.